chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Hôm nay gia đình em đi ăn nhà hàng á mọi người, nhà hàng này cũng gần nhà á. Phía trong á bán rất là nhiều đồ ăn ngon luôn mọi người, để một lát em vô phía trong em quay xung quanh cái nhà hàng này cho mọi người cùng xem nha. Nhà hàng rất là đẹp luôn á. Ở đây là quầy nước nè mọi người. Phía trong là đồ ăn, rất là nhiều đồ ăn ngon luôn. Đây phía trong nhà hàng nè mọi người. Nhà hàng này lớn lắm luôn á mọi người, mà giờ này á chưa có ai hết. Tại người ta mới mở cửa mọi người. Đồ ăn nè mọi người rất là ngon luôn. Rất là nhiều món luôn mọi người. Rất là nhiều món luôn. Này là trái ô liu nè mọi người. Trái ô liu. Em sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Đây. Cá hồi nè mọi người. Nguyên một con cá hồi lớn luôn. Ở đây là rau trộn. Hỏi thử đi. Đây mọi người rất là nhiều rau, mọi người rau trộn. Ở đây là thịt sống nè mọi người. Thịt sống để một lát mình muốn ăn thịt nào mình lấy đây cho người ta làm chín mọi người. Phía bên đây là có sò điệp nè mọi người. Cá hồi, cá lưỡi trâu, sò điệp, tôm. Rất là nhiều. Đây tôm hùm nè mọi người. Tôm hùm, này là dẹm xanh đó mọi người. Đây là tôm hùm. Đây sushi. Đây rất là nhiều sushi ngon luôn đó mọi người. Rất là nhiều sushi nhìn thấy hấp dẫn. Đây rất là nhiều sushi nha mọi người. Đây mọi người rất là ngon luôn. Hello. Phía bên đây có hàu nữa nè mọi người. Đây hàu, với đây là tôm. Đây hàu. Còn mấy cái nồi là súp á mọi người. Mấy nồi này là súp á. Đủ thứ loại súp hết. Mấy cái này thì mấy cái cho mình bỏ vô súp đó mọi người. Đây cũng có bánh mì. Đây. Phía bên đó là cái quầy nước đó mọi người. Quầy nước có rất là nhiều loại nước, giống như rượu, bia, cam ép, trái cây, nước ngọt, đủ thứ hết á mọi người, phía bên đó. Đẹp lắm mọi người, là cũng lớn lắm. Đây, thuốc bên kia luôn. Mà giờ này người ta mới mở cửa nên ở đây chưa có người á mọi người, nhưng mà người ta cũng đặt bàn sẵn hết rồi. Đây, dưa hấu, khóm, dưa lưới, dâu tây, nho, Việt Quốc. Chocola đang chảy nè mọi người, cho mình chấm với bánh đó mọi người. Mình lấy cái bánh này nè. Mình lấy cái bánh này cái mình múc chocola mình chấm đó mọi người. Đây đang chảy. Phía bên đây thì bánh ngọt, rất là nhiều loại bánh ngọt luôn. Đây là đồ người ta làm sẵn nè mọi người. Đây bánh mì, nhiều loại thịt. Cái này là người ta làm sẵn. Cái hai con hàu nha. Cái con hàu ok. Nướng, ba con đi, ba con trong ta nướng. Thank you.
trái cây nè mọi người, giống như nước cá bào đó mọi người, rất là ngon. Đây đây mọi người, em vừa lấy tôm nè mọi người, tôm sò đẹp với cá hồi nữa mọi người. Sò đẹp ở đây mắc lắm luôn á mọi người, một ký là khoảng hơn 40 đồng á mọi người, là hơn 1 triệu á, rất là mắc luôn á. Nước tôm sẵn để tôm hùm cho mọi người. Ở đây mình vô ăn vậy đó mọi người là 30 đồng đó mọi người, 30 đồng là khoảng chừng 750 ngàn tiền Việt Nam đó mọi người. Mình ngồi mình ăn được 2 tiếng rưỡi, nếu mà mình ngồi mình ăn hút 2 tiếng rưỡi thì mình trả thêm có vài đồng mà mọi người. Tôm hùm rất là ngon đó mọi người. Ở đây có nhiều món lắm. Rất là ngon. Quay cái này không? Ừ. Vậy, hai ba tư. Ừ. Thôi anh ăn đi, lát lấy khác cũng được. Thôi anh lấy nhiều lắm. Đi dục qua đây đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nha. Mọi người xem video của em, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi, ủng hộ kênh của em nha mọi người. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha. Bye bye mọi người.